Xin chào các bạn, mình là Linh. Còn mình là Hà. Như các bạn đã biết, Slim Minh Care Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm dành cho phái đẹp, đặc biệt là các sản phẩm giúp lấy lại vóc dáng cho chị em phụ nữ và bà mẹ sau sinh. Hiện tại thì dòng sản phẩm Slimming Body SB2 là dòng sản phẩm nổi trội với tính năng, tính tiện dụng cũng như là được rất là nhiều người nổi tiếng tin dùng. Gần đây nhất, bà mẹ hot nhất Việt Nam, chị Hà Hồ cũng đã tin tưởng và lựa chọn Slimming Body là sản phẩm giúp lấy lại vóc dáng sau sinh. Và mới đây, Slimming Care Việt Nam đã cho ra mắt một phiên bản mới của Slimming Body SB2. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau so sánh sự khác biệt cũng như ưu điểm của sản phẩm mới này nhé. Ở phiên bản cũ, như các bạn đã biết, thiết kế đai ủng nóng của Slimming Body rất là khác biệt so với các loại đai ủng nóng khác trên thị trường. Slimming Body SB2 được cấu tạo từ hai mảnh đai như vậy. Mục đích chính là để chúng ta ngoài ủng nóng vùng bụng còn có thể dùng để ủng nóng vùng bắp tay hoặc đùi, thuận tiện giúp chúng ta giảm số đo các vùng mà chúng ta mong muốn. Ngoài ra, đai ủng nóng Slimming Body SB2 còn có nút điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cơ thể của chúng ta. Ở phiên bản mới, cũng với thiết kế hai mảnh đai như vậy, nhưng về phần chức năng thì đã được bổ sung thêm. Giờ đây, ngoài việc điều chỉnh được nhiệt độ phù hợp thì chúng ta còn có thể xem được thời gian ủ mong muốn. Bàn điều khiển của đai cũng đã được điều chỉnh để điều hòa nhiệt tốt hơn. Và chúng ta cũng có thể theo dõi được xem là chúng ta đang ủ ở mức nhiệt độ nào. Ngoài ra còn có chế độ hẹn giờ để đai tự động ngắt, tránh trường hợp chúng ta quên không rút điện để lâu sẽ ảnh hưởng đến thời gian độ bền cũng như là quá tải nhiệt dễ làm hỏng đai. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đai ủng nóng này nhé. Đầu tiên chúng ta dùng tinh dầu thoa đều lên vùng cần giảm. Sau đó massage cho thấm đều. Tiếp theo, chúng ta sẽ quấn màng ni lông quanh vùng vừa bôi tinh dầu. Bước cuối cùng là sử dụng đai ủng nóng và ngồi thư giãn. Chỉnh mức nhiệt phù hợp với cơ thể, không được để nóng quá sẽ không tốt cho da. Trong trường hợp khách hàng muốn đai nóng ôm sát, có thể dùng viên đai như tiện hình ở bên ngoài đai nóng nhé. Điểm đặc biệt nho nhỏ đối với sản phẩm Slimming Body SB2 cải tiến mới dành riêng cho khách hàng ở nước ngoài, đó chính là đối với khách hàng ở nước ngoài thì sản phẩm phải gửi qua đường máy bay, cho nên bề ngoài sẽ hơi khác biệt một chút. Tinh dầu sẽ được nắp chai kín cố định, thêm màng co chắc chắn bảo vệ tuyệt đối, và cuối cùng là đi kèm với một vòi ấn. Khách hàng lắp vào chai tinh dầu sau khi nhận được hàng rất đơn giản. Việc ưu ái hơn dành cho các khách hàng nước ngoài là bởi vì khi bay chịu áp suất cao, chai tinh dầu rất dễ bị đổ hoặc là chảy ra ngoài. Do đó, với thiết kế thông minh này, các khách hàng nước ngoài hoàn toàn có thể yên tâm khi nhận hàng nhé. Và vừa rồi chúng mình vừa giới thiệu với các bạn về dòng sản phẩm cải tiến mới của Slimming Body SB2. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng, các bạn vui lòng liên hệ hotline, website hoặc fanpage của công ty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!